giảm bất tiện cho người dân bằng luật hóa kiểm tra giấy tờ xe qua VNEID. Dự toán quy hoạch khu tập thể Nghĩa Tân hơn 1,2 tỷ đồng, chuyên gia nói gì? Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 2 tuyến metro, 2 đường vành đai đến năm 2030. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự lúc 20 giờ, được phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Bản tin hôm nay, ngày 6 tháng 9, sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Những ngày qua, tại các bệnh viện tuyến cuối có chuyên khoa mắt, liên tục tiếp nhận các bệnh nhân đến khám vì bệnh đau mắt đỏ. Chỉ tính riêng tại Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ngày tiếp nhận từ 60 đến 70 bệnh nhân. Theo các bác sĩ, đây là bệnh lý chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên đa phần chỉ có thể theo dõi và sử dụng kháng sinh phòng ngừa bội nhiễm. Bệnh có thể điều trị khỏi nhưng dễ lây lan cho người khác. Nhiều người quan niệm học dược chỉ có thể mở được các quầy thuốc tại nhà hoặc buôn bán thuốc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia ngành dược, viên thuốc từ khi được thí nghiệm cho đến khi được đưa đến tay người tiêu dùng sẽ phải trải qua rất nhiều công đoạn. Vì vậy, cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành dược rất phong phú và có nhiều cơ hội phát triển, khẳng định bản thân như tham gia quá trình sản xuất thuốc, tư vấn thuốc cho bác sĩ và bệnh nhân. Việc tận dụng phần thân cây chuối bỏ đi, chế biến thành nguyên liệu làm thủ công mỹ nghệ, không chỉ góp phần phát triển kinh tế, nâng cao giá trị của cây chuối, mà còn thay đổi tư duy trồng trọt đơn giản sang phát triển bền vững. Cách làm này đã và đang được người dân vùng Miệt Thứ, tỉnh Kiên Giang thực hiện và khá hiệu quả, mang lại nhiều công việc ổn định, giúp đời sống, kinh tế của người dân được nâng cao. Thưa quý vị, với số tiền dự toán lập quy hoạch hơn 1,2 tỷ đồng, khu tập thể Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội sẽ là khu chung cư cũ đầu tiên được thành phố lập quy hoạch tổng thể trong thời gian tới. Bởi trước đây, việc cải tạo chung cư cũ mới chỉ được thực hiện với từng tòa nhà. Tuy nhiên, với số tiền dự toán lập quy hoạch này đang được cho là khá khiêm tốn vì diện tích thực tế tại khu tập thể Nghĩa Tân lên tới 30 ha. Vậy chuyên gia quy hoạch nói gì về vấn đề này? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Liên quan đến số tiền dự toán lập quy hoạch hơn 1,2 tỷ đồng tại khu tập thể Nghĩa Tân, theo các chuyên gia quy hoạch, con số này là khá khiêm tốn so với phần diện tích quy hoạch lên đến 30 ha tại khu vực này. Chúng ta biết rằng là quy hoạch thì nó có rất nhiều các cấp bậc khác nhau. Viện nhiệm vụ quy hoạch này, lập quy hoạch này, rồi trao đổi chuyên gia này, trình thẩm định này, lập hệ thống thông tin địa lý này, GIS. Thì với số tiền 1,2 tỷ thì là quá ít. Thế nó cho thấy là nó cũng chỉ chiếm phần nhỏ, vì riêng cái hệ thống GIS của nó là đã phải rất là nhiều tỷ đồng rồi. Tuy nhiên thì cũng phải thấy rằng ít hay nhiều nó phải phụ thuộc vào cái chất lượng đầu ra của sản phẩm là gì. Mà tôi đã xem rất nhiều những cái đồ án quy hoạch của không chỉ quận Cầu Giấy đâu, mấy cái anh thợ vẽ quy hoạch cũng chỉ xoắn vào những cái lợi ích của cái nhà đầu tư, nâng tầng lên, tăng diện tích để bán nhà, bán đất thôi. Cái viễn cảnh của anh đấy là vẫn là chủ quan và nó không khả thi. Thưa quý vị, trong bối cảnh nhiều người lao động mất việc hoặc nghỉ việc vì những lý do khác nhau, bảo hiểm thất nghiệp đã thực sự trở thành phao cứu sinh, giúp người lao động trang trải cuộc sống trong thời điểm khó khăn. Mời quý vị cùng theo dõi phần ghi nhận sau đây. Có mặt tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội từ sớm, bà Nguyễn Thị Lài vui mừng khi nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp tháng đầu tiên là 3 triệu đồng. Trước đây, bà Lài làm nhân viên bán hàng trong một siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội. Không sắp xếp được công việc gia đình, bà đành xin nghỉ việc từ ngày 15 tháng 6. Hiện tại bà vẫn chưa tìm được việc làm mới, không có thu nhập, cuộc sống thêm phần khó khăn. Vì vậy, khoản tiền trợ cấp thất nghiệp tuy không lớn nhưng sẽ giúp đỡ bà trong khoảng thời gian này. Lương của cô thì là cô được 3 tháng, mỗi một tháng thì là được 3 triệu. Thì tất nhiên là rất là vui rồi, bởi vì dù sao thì nó vẫn là đủ để trang trải những cái thiết yếu hàng ngày của mình mà. Trong thời điểm mà đầu vào đầu năm học này, số tiền này thì mình có thể là trang trải kiểu như là đóng học phí này, kiểu thu chi đầu năm ấy, thì nó sẽ là tốt hơn. Tiếp nối bản tin, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin nhanh nổi bật diễn ra trong ngày. Để tạo thuận lợi cho người dân, thông qua dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đã đề xuất các loại giấy tờ gồm đăng ký xe, giấy phép lái xe, giấy kiểm định và bảo hiểm đã được tích hợp vào VNEID thì không phải mang theo người. Ngoài ra, khi tuần tra, kiểm soát, trường hợp thông tin giấy tờ trên đã được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử thì cảnh sát giao thông thực hiện kiểm soát các thông tin đó trên tài khoản định danh điện tử.
Mới đây, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã đề ra nhiều giải pháp để đẩy nhanh hoàn thành mục tiêu khai thác metro số 1 vào năm 2024 và hoàn thành metro số 2 vào năm 2030. Đường vành đai 3 cũng được đẩy nhanh xây dựng để hoàn thành vào năm 2026, phần đầu đến năm 2030 sẽ hoàn thành vành đai 4. Sáng nay, Công an thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xác nhận đơn vị đã nhận được thông tin của trường Trung học phổ thông Hướng Hóa về việc một nữ sinh trường này bị hành hung. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc. Trước đó vào chiều ngày 5 tháng 9, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nữ sinh lớp 10 bị nhiều học sinh khác vây đánh tới tấp tại nhà văn hóa các dân tộc người Vân Kiều, Paco, huyện Hướng Hóa gây phẫn nộ dư luận. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự lúc 20 giờ của Báo Lao Động. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.